The motivational speaker, trigger warning, suicidal ideation, James sat down thinking about how his life was seven years ago. He was at the bridge about to jump down as a passerby held him. It still felt like yesterday. His wife had put to birth a few days ago, and he was present at the hospital to welcome his new baby. Tears rolled down his cheek as he looked at his son. Imagine if I jumped off that bridge, imagine if I had died. What would be the outcome, he thought to himself, he knew all he went through. From losing his job to becoming a homeless person. He begged for food on the street and felt life was meaningless. He hardly got money to buy food. He would stay all day hungry. That fateful day, he decided to commit suicide. That passerby ran towards him and held him and told him something he could never forget why do you want to kill yourself? He asked. James explained to the passerby that life was meaningless and there was nothing fruitful as the days went by. I was once like you. Replied the passerby man. I lost my job. It looked like everything ended for me. But I tried many other jobs outside my field to earn a living. I worked at grocery stores. I was ready to sacrifice more to make sure I could eat. It was never easy but it was worth it i was able to go back to school and i also learned a skill which has helped me today replied the passerby he brought out 100 dollars bill and gave it to james when you think things are falling apart remember suicide is not an option you would live to tell the story the passerby said a few years before james lost his job he had issues with his parents due to some disagreement with his mom and dad he left home for his apartment, which he rented days before the disagreement. He always reported to work early and never missed a day. One day, he was absent, which resulted in him having a problem at his work, he ended up getting fired. He applied for different jobs but could not get any, unable to pay his house rent. He decided to stay homeless. He always wanted to go back to his parents, he had not spoken to them for a while. But he just could not. He felt so ashamed and took suicide as his last option. It's been a while since James's parents set their eyes on him. They still had hoped that he would return, months before James got married to his wife. He decided to go back to his parents to seek their blessings before getting married. They were so surprised to see him as they could not control their tears. Welcome home, his dad said. His mom was the happiest person. They gave him their blessings. James's family planned to visit him some days later after getting to know his wife had put to birth. He came back from the hospital with his wife and thought to open a page encouraging people not to give in to suicide and not allow their present situation to be the reason to give up. He wanted to let them know that there is light at the end of the tunnel. Also, to help those struggling to forget their past life. He wanted to let them know it is part of life, and everyone keeps growing, everyone is open to mistakes, and no one is perfect. James worked for an IT company after listening to the advice of the passerby. He decided to take a computer course as well as learning another computer related skill. He was able to secure a job at one of the largest IT companies. He met his wife in the same company, and they got married. Since then, she has always been his biggest cheerleader and has helped him realize he might not forget his attempt of committing suicide, instead, it should be a source of motivation to him. He started his page, James Cares, which is not just a motivational page but also a page that seeks to help provide food and clothes to the homeless and those who have thoughts of giving up. He had a designed inscription on the free t shirt he also gave out to the homeless people to encourage them. It read, Suicide is not an option. You will live to tell your story. His page got millions of supporters and different people donating. He got featured in a magazine as a philanthropist of the year. But he didn't let that get to him. He felt it was his duty to help these broken people because he was once like them. He also had people share stories on how they ruined their lives in the past and could not get over it. He continued to encourage them that everything that happened is in the past and it should not let it define them. He let them know that whatever mistake should serve as a lesson to them in becoming better persons. Each day he posted different pictures of people struggling with a motivational message encouraging them to keep pushing. James got to meet with the passerby a few months after starting his page. He found out the passerby ran a motivational page too. Now he got to understand why he saved his life that very day. James kept thanking him for saving his life. It was something he... Diễn giả truyền động lực, cảnh báo kích hoạt, ý tưởng tự tử, dêm ngồi nghĩ về cuộc sống của mình 7 năm trước như thế nào. Anh ta đang ở trên cầu chuẩn bị nhảy xuống thì một người qua đường đã giữ anh ta lại. Nó vẫn giống như ngày hôm qua. Vợ anh đã sinh vài ngày trước, anh đã có mặt tại bệnh viện để đón đứa con mới chào đời nước mắt lăn dài trên má khi nhìn con trai hãy tưởng tượng nếu tôi nhảy khỏi cây cầu đó hãy tưởng tượng nếu tôi đã chết kết quả sẽ ra sao anh tự nghĩ anh biết tất cả những gì anh đã trải qua từ mất việc làm đến trở thành người vô gia cư anh ta xin ăn trên đường phố và cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa anh ấy hầu như không có tiền để mua thức ăn anh ấy sẽ đói cả ngày ngày chung thủy ấy anh quyết định tự tử người qua đường đó đã chạy về phía anh và ông anh và nói với anh một điều mà anh không bao giờ có thể quên được tại sao bạn muốn tự sát anh ấy hỏi jem giải thích với người qua đường rằng cuộc sống là vô nghĩa và không có gì kết quả bằng ngày tháng trôi qua tôi đã từng giống như bạn người qua đường trả lời tôi đã mất việc làm có vẻ như mọi thứ đã kết thúc với tôi nhưng tôi đã thử nhiều công việc khác ngoài lĩnh vực của mình để kiếm sống tôi đã làm việc tại các cửa hàng tạp hóa tôi đã sẵn sàng hy sinh nhiều hơn để đảm bảo rằng tôi có thể ăn nó không bao giờ là dễ dàng nhưng nó là giá trị nó tôi đã có thể trở lại trường học và tôi cũng học được một kỹ năng đã giúp tôi có được ngày hôm nay người qua đường trả lời anh ta mang tờ trăm đô ra và đưa cho jim khi bạn nghĩ mọi chuyện đang tan vỡ hãy nhớ là tự tử không một lựa chọn bạn sẽ sống để kể câu chuyện người qua đường nói vài năm trước khi jim mất việc anh ấy đã có vấn đề với cha mẹ mình. Do bất đồng quan điểm với bố và mẹ, anh ấy đã rời nhà đến căn hộ của mình, nơi anh ấy thuê vài ngày trước khi xảy ra bất đồng. Anh ấy luôn báo cáo làm việc sớm và không bao giờ bỏ sót một ngày nào. Một ngày nọ, anh ta vắng mặt, dẫn đến việc anh ta gặp khó khăn trong công việc, cuối cùng anh ta bị sa thải. Anh đã nộp đơn cho các công việc khác nhau nhưng không thể nhận được bất kỳ công việc nào, không thể trả tiền nhà anh quyết định ở nhà vô gia cư. Anh luôn muốn quay lại với bố mẹ mình, anh đã không nói chuyện với họ trong một thời gian. Nhưng anh không thể. Anh cảm thấy rất xấu hổ và coi việc tự tử là lựa chọn cuối cùng. Đã một thời gian kể từ khi cha mẹ của James để mắt đến anh ấy. Họ vẫn còn hy vọng rằng anh ấy sẽ trở lại, nhiều tháng trước khi James kết hôn với vợ mình. Anh quyết định về với bố mẹ đẻ để, để tìm kiếm lời chúc phúc của họ trước khi kết hôn. Họ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy và họ không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Chào mừng anh về nhà, bố anh nói. Mẹ anh là người hạnh phúc nhất. Họ đã chúc phúc cho anh. Gia đình Dêm dự định sẽ đến thăm anh vài ngày sau khi biết vợ anh sắp sinh. Anh ấy trở về từ bệnh viện với vợ và nghĩ rằng sẽ mở một trang khuyến khích mọi người không từ bỏ việc tự tử và không để tình trạng hiện tại của họ là lý do để từ bỏ. Anh ấy muốn cho họ biết rằng có ánh sáng ở cuối đường hầm. Ngoài ra, để giúp những người đang cố gắng quên đi cuộc sống trong quá khứ của mình, anh ấy muốn cho họ biết rằng đó là một phần của cuộc sống và mọi người không ngừng trưởng thành, mọi người đều cởi mở với những sai lầm và không ai là hoàn hảo. Jim đã làm việc cho một công ty công nghệ thông tin, sau khi nghe lời khuyên của người qua đường. Anh quyết định tham gia một khóa học máy tính cũng như học một kỹ năng khác liên quan đến máy tính anh ấy đã có thể đảm bảo một công việc tại một trong những công ty công nghệ thông tin lớn nhất anh gặp vợ cùng công ty và họ kết hôn kể từ đó cô ấy luôn là người cổ vũ lớn nhất cho anh ấy và giúp anh ấy nhận ra rằng anh ấy có thể sẽ không quên ý định tự tử của mình thay vào đó nó phải là một nguồn động lực cho anh ấy anh ấy đã bắt đầu trang dêm ke của mình đây không chỉ là một trang truyền động lực mà còn là một trang tìm cách giúp cung cấp thực phẩm và quần áo cho những người vô gia cư và những người có suy nghĩ muốn bỏ cuộc anh ấy có một dòng chữ được thiết kế trên chiếc áo phông miễn phí mà anh ấy cũng đã phát cho những người vô gia cư để khuyến khích họ nó có nội dung tự tử không phải là một lựa chọn bạn sẽ sống để kể câu chuyện của mình trang của anh ấy có hàng triệu người ủng hộ và những người khác nhau quyên góp anh ấy được giới thiệu trên tạp chí với tư cách là nhà từ thiện của năm nhưng anh ấy không để điều đó đến với mình anh cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải giúp đỡ những người bị phá vỡ này vì anh cũng đã từng giống như họ anh ấy cũng đã cho mọi người chia sẻ những câu chuyện về việc họ đã hủy hoại cuộc sống của mình như thế nào trong quá khứ và không thể vượt qua nó anh ấy tiếp tục khuyến khích họ rằng mọi thứ đã xảy ra đều là quá khứ và không nên để nó định nghĩa họ anh ấy cho họ biết rằng bất cứ sai lầm nào cũng phải là bài học cho họ trong việc trở thành người tốt hơn mỗi ngày anh ấy đăng những bức ảnh khác nhau về những người đang gặp khó khăn với thông điệp động viên khuyến khích họ tiếp tục cố gắng, dêm phải gặp người qua đường vài tháng sau khi bắt đầu trang của mình. Anh ấy phát hiện ra người qua đường cũng chạy một trang động lực. Bây giờ anh ấy đã hiểu tại sao anh ấy đã cứu sống mình ngay trong ngày hôm đó. Dêm không ngừng cảm ơn vì đã cứu mạng mình. Đó là một cái gì đó anh ấy.